chắc là sau buổi nói chuyện ngày hôm nay tôi có cái tên là giáo sư quần bò. Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn hội đồng quản trị anh Độ, anh Trí, anh Tâm, cũng như ban giám hiệu, chị Mỹ Diệu, anh Tuấn có lời mời tôi đến nói chuyện với các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên ngày hôm nay, trong cái diễn đàn lần đầu tiên là Văn Lang Presidential Forum. Đây là một sự hãnh diện rất lớn đối với tôi. Cũng xin chia sẻ với các bạn, đó là tôi đáp xuống phi trường vào 12 giờ khuya tối này, sau hai mấy tiếng ngồi trên máy bay từ Mỹ về. Và bây giờ là 12 giờ khuya, cho nên cái đầu tôi nó bắt đầu nó biểu 10 giờ là tôi đi ngủ rồi. Không, tôi không có thức khuya sau 10 giờ. 10 giờ là tôi tắt đèn đi ngủ. Cho nên bây giờ nó kêu tôi là bây giờ là anh đã ngủ rồi, cho nên chắc là tôi phải nhờ có một cái gì đó từ các bạn để cho tôi thức dậy mới được. Thành thật cảm ơn các bạn. Thì tôi thì thường thường không có nói chuyện với sinh viên, thì tôi không có thường thường không có làm bài sẵn, và tôi ngồi tôi nghe những cái phát biểu trước, rồi tôi nghe cái độ quan tâm của sinh viên, những cái vấn đề gì và những người phát, thì tôi thấy có một cái ba vấn đề mà sinh viên đề cập tới, đó là những ba cái giá trị cốt lõi của Văn Lang, đó là đạo đức, ý chí, sáng tạo. Thì tôi cũng xin nói một tí xíu về một tí xíu về cái trải nghiệm của mình về ba cái khía cạnh đó. Thì anh Trí đưa cái video về cái ý chí, khi mà huấn luyện viên kêu cái bạn học sinh trung học thôi đeo một bạn để mà bò qua cái sân football, thì tại sao lại phải băng mắt lại? Và tại sao lại phải ông huấn luyện viên ông phải thôi thúc như vậy? Thì xin chia sẻ với các bạn là một cái quy luật, nó kêu là quy luật của cái đội hải quân đặc nhiệm Mỹ SEAL, đó là SEAL 40% rule, đó là cái nguyên tắc 40%. Cái nguyên tắc 40% đó là cái gì? Đó rằng là cái sức khỏe, cái sức của bạn đấy là bạn có thể sử dụng được, sẵn sàng 40%. 60% còn lại của cái sức lực của bạn nó tiềm ẩn ở trong đó, bạn không thể khai thác được. Chỉ khi nào bạn khai thác được 40%, bạn đã sử dụng được 40% đó. Hết 40% đó thì bạn phải dùng ý chí để khai thác 60% còn lại. Tôi đưa một cái thí dụ rất là đơn giản. Thí dụ như là cái cậu mà đeo cái bạn kia mà tới đó rồi hết sức rồi đấy. Thế thì nó có con chó nào nó chạy ra nó cắn cậu, cái cậu chạy nổi được không? Được. Và chạy nhanh nữa. Đó là 60% còn lại đấy. Thì tôi muốn dùng cái này để dạy cho con trai của tôi một cái bài học về ý chí. Thì 2 năm trước, 2016, lần đầu tiên tôi đem đứa con trai về sau khi nó ra trường trung học. Thì muốn cho nó có một cái trải nghiệm về quê cha. Và tôi tổ chức một cái chuyến đi xe đạp. Nhưng mà muốn đi xuyên Việt á, thì cả tôi cũng như thằng con là đều gọi là dân, mà gọi là ngồi, nó là công tử mà dân công tứ bột, đâu có ngồi đi học không mà. Còn tôi thì ngồi văn phòng làm việc từ sáng tới chiều, chứ đâu phải là dân thể thao huấn luyện viên đâu. Cho nên chạy xe đạp xuyên Việt thì đâu có không dễ gì làm được chuyện đó. Cho nên bắt đầu nhỏ, chạy xuyên miền Tây thôi, nó không có núi non gì nữa, đường phẳng lì, nó sướng lắm. Đấy, thì bắt đầu nhỏ, mình muốn chạy xuyên Việt, nhưng bắt đầu cái dễ cái đà. Chạy miền Tây không có bằng phẳng, không có đồi, không có núi, chạy ít thôi,
ít đây chạy chừng 5 ngày thôi, mỗi ngày chạy chừng vài chục cây, cao lắm chạy chừng 100 cây, thì tương đối có thể được. Nhưng mà tôi muốn dạy cho con tôi cái bài học về ý chí, bài học về 40% rô, cho nên cái ngày thứ hai với ngày thứ ba tôi có cái trò chơi là bố già rồi, con ấy còn trẻ, nhưng mà thôi cái khoảng đường này nó thấy đẹp quá, thôi bố con mình đua nha. Thế thì cậu ta trẻ trâu mà, đua thì đua, con cho bố hửi khói. Thế là cậu ta hai bố con đua, cứ 10 phút cái là đua khoảng chừng 5 phút, 10 phút cái là nghỉ, đua khoảng 5 phút. Hai ngày thứ hai, thứ ba cứ làm như thế khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Tới ngày thứ tư chạy luôn trưa, ăn trưa tí xíu rồi chạy qua ăn trưa, mà miền Tây mà mùa hè nữa, mùa nóng nữa, nực nổi. Thế là tới cái ngày thứ ba là chạy cũng gần được 300 mấy 400 cây rồi, anh ta kiệt sức rồi. Chiều tối cái ngày thứ tư là anh ta bắt đầu đi hơi khum khum vô trong khách sạn rồi, đi vậy nè. Sáng sớm cái ngày thứ năm là ngày cuối cùng, tôi đi từ Đồng Tháp đi qua cái đạp khoảng chừng 40-50 cây cho tới cái khu du lịch Xẻo Quýt thì phải. Thì có 40-50 cây đó là ngày cuối cùng. Mà sáng sớm đó là cậu ta hết sức rồi, dậy hết nổi rồi. Kêu dậy, ta ca ra dậy con. Con dậy hết nổi rồi. Cái lưng con nó ê, cái chân con nó đau. Bố ơi, bố mà xa dùng cái lưng con tí xíu được không? Hôm nay bố già tới như vậy rồi mà còn phải đi mà xa cái thằng con trai trẻ trâu là làm sao vậy? Thế là tôi cũng mà xa cho nó 15 phút lên rồi đi, là nhưng mà tôi biết là kỳ này là cái bài học bắt đầu được rồi, anh đã hết sức rồi. Sáng hôm đó anh ta ngồi trên cái xe đạp á, anh ta đạp mà con mắt anh ta cứ nhướng nhướng vậy nè, anh cứ đi lờ đờ, mà mỗi lần mà tôi thấy anh ta bắt đầu nhắm mắt xuống một cái là tôi hét giống như ông huấn luyện viên hồi nãy vậy đó, đạp tập trung, chân phải, chân trái, không được ngủ. Thể xác con có thể là con hết rồi, nhưng mà ý chí con không để cho con ngủ, đạp tiếp tục. Tôi làm y như ông đó vậy đó. Mỗi lần tôi thấy cậu ta thế là cậu, rồi tôi hỏi vợ con muốn nghỉ không, muốn bỏ cuộc không? Dễ lắm, bố gọi điện thoại có huấn luyện viên, có thằng tháp tùng, có thằng hướng dẫn viên đi theo, nó thấy vậy nói anh ơi thằng nhỏ nó mệt quá rồi, thôi để kêu xe tới chở đi nha. Nói thôi tôi đang dạy con tôi mà, nếu mà tôi thấy nó mệt rồi thì tôi kêu anh tới chở, chứ còn cái này chưa cần. Suốt cái cuộc hành trình 30 cây số từ còn lại từ Đồng Tháp tới Xẻo Quýt, gọi là tôi thấy đứa con gọi là hết sức rồi, chỉ còn lại là nhìn trong cặp mắt của ta, còn ta là tôi biết là cậu ta không còn cái gì trong đó nữa rồi, cậu ta vắt kiệt rồi, hết rồi, còn lại là chỉ có cái ý chí trong đó thôi, và cậu ta cứ lết. Mà cứ lết tới nơi, con cần phải nghỉ, con nghỉ. Vậy thế con có muốn bỏ cuộc không? Dễ lắm, bỏ cuộc ba gọi điện thoại. Nhưng mà còn có 50 cây nữa mà con đi 400 cây rồi, bỏ cuộc quê lắm nha. Cái này con mà bỏ cuộc là quê lắm luôn á. Con về con ngủ không ngon đó, đảm bảo, bố đảm bảo với con là con ngủ không ngon. Con sẽ hối hận rằng là còn có 10 cây nữa. Mình đã chạy 400 cây rồi, còn có 10 cây cuối cùng mà con bỏ cuộc thì thực sự ra là nó là một cái vấn đề gọi là sỉ nhục lắm á, cho con, chứ bố không có vấn đề gì hết trơn á, sỉ nhục với con á. Thế là anh ta ráng lết tới cái
10 cây số và tới nơi. Về tới nhà, anh ta ngủ suốt con đường từ đó về tới thành phố và về tới nhà, anh ta ngủ luôn 2 ngày tiếp theo, cứ sáng ngủ dậy rồi là ăn miếng bánh mì, uống nước rồi ngủ tiếp, ngủ 2 ngày tỉnh dậy. Đây, đi chơi vui không con? Vui lắm, còn vui. Đấy, kỳ sau đi nữa không? Đi nữa. Nhưng mà kỳ sau mà đi có 400 cây thì nó quá ngắn đấy nha. Đúng không? 400 cây con qua được rồi. Kỳ sau là mình phải tăng đôi lên 1000 cây nha. Anh ta cười tươi nữa. Chuyện nhỏ. Năm ngoái hai cha con đi 1000 cây. Từ Sài Gòn đi ra Quảng Bình. Và đi theo cái công đường khó nhất có thể. Có nghĩa là đi từ đây lên tới băng qua rừng Bá Đà, rồi lên tới khu Đà Lạt, lên Đà Lạt đi xuống Nha Trang rồi mới đi, chứ còn là đi cái cung đường khó nhất có thể. Và cậu kỳ này rồi đây băng qua đường Trường Sơn từ Đồng Hới đi Trường Sơn lên Quảng Bình. Thì cái bài học về ý chí là như thế. Cuối tuần này cuối tuần sắp tới này này, tôi có cái dự định là lần trước năm 2017 tôi leo cái núi Phan Xipang ở Việt Nam. Người ta bảo là đi phải đi 2 ngày. Tôi nói thôi đi ngày, thôi đi 2 ngày mệt lắm. Rồi phải vác đồ lên tới nửa chừng rồi ngủ mệt lắm, thôi vác đi ngày thôi. Thế nên ít người đi ngày được lắm. Chỉ có những người mà tay thôi à, tay mà tay trâu, tay nó khỏe mạnh, chứ còn ít người đi ngày. Nhưng mà thôi tôi đi, nhưng mà tôi muốn đi ngày à. Thế rằng là mình tới khách sạn rồi mấy cô tiếp viên rồi mấy anh nói thôi anh ơi cái này khó lắm. Nhưng mà chơi khó nhưng mà chưa thử sao biết. Thử mới biết, chừng nào mà tôi gục ở ngoài đường thì mới biết, chứ còn tôi chưa thử làm sao tôi biết tôi đi được hay không. Rồi ok. Thế là 6 giờ sáng. Leo từ Phan Xipang leo tới đỉnh rồi leo xuống 6 giờ chiều trong ngày. Làm được. Thế thì thứ bảy này này, sắp tới này này, 25 này. Tôi bay qua Đài Loan. Sáng sớm 12 giờ khuya tới thứ bảy này. Tối chủ nhật chứ, 12 giờ khuya tối chủ nhật này bắt đầu leo từ chân núi của đỉnh núi Ngọc Sơn cao nhất của Đài Loan, 4.000, cao 4.000 mét. Phan Xipang chỉ có 3.300. Và cái đoạn đường leo nó dài gấp đôi, đi trong ngày. Trong ngày làm sao đi? Thì đi sớm hơn, thế là bắt đầu đi từ mấy giờ sáng? Nửa đêm. 12 giờ khuya bắt đầu tối chủ nhật và đi xuống núi khoảng khoảng 5 giờ chiều ngày hôm sau. Làm được không? Học việc không biết sao là dám làm. Ủa không làm thì làm sao biết tôi làm được không? Cho nên ai cũng vậy, tất cả các bạn kể cả tôi đều có trong người một cái nỗi sợ hãi. Làm cái gì cũng sợ cả. Kể cả cái chuyện khởi nghiệp cũng như là cũng sợ. Cho nên khi mà mình sợ thì mình không bắt đầu, mà không bắt đầu thì chắc chắn rằng không đến. Có đi thì mới đến chứ. Chứ mà không nghĩ gì cả, cứ bắt đầu cứ đi. Mình chỉ đoán được rằng là ơn trước đường đó, ở ngay chỗ đó, tôi muốn tới chỗ đó đó. Bây giờ tôi đi. Cũng như cái thời mà tôi còn đi làm cày mướn, đi cày. Muốn cày mướn mà có tiền á, có nghĩa rằng là
người ta phải cái nếp cày nó phải thẳng và phải đều, phải đẹp. Mà cái đường khó nhất là cái đường đầu tiên. Làm sao cái đường đầu tiên nó thẳng thì cái đường, những cái đường kia nó theo cái đường đầu tiên nó thẳng. Mà cái đường đầu tiên đâu có ai vạch sẵn cho mình mà thẳng. Mình chỉ có hai con trâu với cái cày thì làm sao làm cho nó thẳng. Nếu như mà bạn cứ tối ngày cứ nhìn đi như vậy thì đảm bảo bạn nhìn giống cái chẳng của bạn á, mà bạn đi á, thì tôi đảm bảo với bạn là bạn đi hồi bạn đi vòng. Muốn cho nó thẳng có nghĩa là mắt mình phải nhìn vào một cái điểm, ở cái điểm đích và bắt đầu đi. Con trâu tôi cũng vậy, tôi nhìn phân cái miếng ruộng ra làm đôi, bắt đầu cái con mắt tôi nhìn thẳng vào cái điểm đó, giữ con mắt ngay tại đó và quất hai con trâu nó đi mà con mắt không dời hai điểm đó. Tôi đảm bảo là tới đỉnh đó cái đường không cần quay lại coi thẳng hay không, cái đường ở sau lưng thẳng. Đó là cái điểm đích, nhìn vào cái đích. Cho nên mình phải có nghĩa rằng là bạn muốn đi đâu thì bạn cũng phải ít nhất trong đầu mình có một cái định hướng hay là một cái gì đó mình muốn tới đâu. Và cứ đi thôi chứ đừng có sợ. Nhưng mà chuyện trong tương lai nó như thế này, nó ngộ ở chỗ đó. Cái đường đời không bao giờ là con đường thẳng cả. Nó cong cong, quẹo quẹo, nó đều có nhiều lúc nó đi vòng. Đó là nói về ý chí. Bây giờ nói về cái khía cạnh sáng tạo. Các bạn qua cô MC giới thiệu thì các bạn biết là tôi có cái danh hiệu là giáo sư quần đùi. Thì có nhiều người hỏi tôi có phiền với cái câu nói, tôi thấy vui không có gì đó. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ với các bạn, chứ là nhất là các bạn sinh viên không có cơ hội, tại sao lại tôi lại có cái danh hiệu giáo sư quần đùi ở từ đó mà ra. Từ đâu mà ra như vậy? Tôi đang dạy một cái lớp về sáng tạo, về khởi nghiệp. Thì sáng tạo là gì? Sáng tạo có nghĩa là ra những cái ý tưởng mới. Mà từ đâu ra để mà mình có được những cái ý tưởng như vậy? Các bạn cứ bảo rằng là think outside the box, có nghĩa là suy nghĩ ra ngoài cái hộp. Ủa, cái hộp đó là cái hộp gì? Cái hộp ở đâu? Từ đâu nó có cái hộp đó? Để mà tôi phải nghĩ ra ngoài cái hộp, tôi phải biết cái hộp nó ở đâu tôi nghĩ chứ. Cho nên tôi phải biết cái ranh giới này. Cho nên nó nói cái ranh giới này tôi này đó, thì ngao sao là đừng có bước xuống nhà, bước xuống là té gãy chân nha. Mà tôi phải thấy rõ chứ. Cho nên nếu mà bảo rằng là tôi suy nghĩ ra ngoài cái hộp, tôi phải biết cái ranh giới của cái hộp ở đâu để mà tôi bước ra ngoài cái hộp. Vậy cái ranh giới nó từ đâu ra? Có phải là cái ranh giới đó mà tự nhiên là nó có từ thì cái ranh giới đó nó có từ khi mà bạn sinh ra, bạn lớn lên, cha mẹ, thầy cô, anh em đó, họ nói cho bạn biết rằng là không nên làm cái này, không nên làm cái kia, đừng lên làm cái đó không đúng, cái đó sai, cái đó. Nó hình thành cái ranh giới ở trong đầu của bạn. Nó hình thành cái hộp. Đó là những cái thành kiến, đó những là nguyên tắc, những cái quy luật xã hội. Nó hình thành cho bạn cái hộp đó. Chứ cái đầu của bạn, bạn muốn nghĩ cái gì bạn nghĩ chứ. Đúng không? Bạn muốn suy nghĩ như thế nào? Cái này hơi nóng á. Cho nên bạn muốn suy nghĩ sao là bạn suy nghĩ. Cái đầu bạn không có một cái giới hạn gì để trong suy nghĩ trong cái đầu bạn. Cái chuyện mà bạn làm cái gì thì nó còn có luật pháp, nó còn có nguyên tắc xã hội. Còn cái đầu của bạn, bạn có quyền suy nghĩ bất kỳ điều gì.
không có một cái giới hạn gì trong cái đầu của bạn cả. Bạn có thể nói là con voi nó có thể bay được. Nếu 20 năm trước người ta nói rằng là 30 năm trước người ta nói rằng là cái sao hơi biết bay, thì người ta có những người nói là điên à. Nhưng mà các bạn ở đây lên mạng, bạn đi kiếm cái xe hơi bay có rồi, đúng không? Xe hơi bay có rồi. Thế hôm bữa có đứa bé, đứa cháu, nó nói rằng là máy bay bay dưới biển. Má nó nói rằng là máy bay gì bay dưới biển? Không có máy bay nào, đừng có bậy. Không có máy bay gì mà bay dưới biển cả, máy bay bay trên trời. Đó là cái hộp. Trong tương lai sẽ có những tàu bay dưới biển. Nó là những cái loại tàu ngầm nhỏ. Nó cũng có cánh như là cá chuồng vậy đấy. Rồi thế thì trước khi nghỉ giải lao, tôi mới nói làm một thí nghiệm. Tôi làm một cái thí nghiệm, tôi nói rằng là bây giờ thầy muốn chứng minh cho với tất cả các bạn rằng là các bạn đang ở trong cái xã hội đó, đang có cái hộp. Vậy thì tôi đưa một cái ví dụ rất nhỏ. Bây giờ bạn thử nghĩ xem, trong vòng 10 phút, tất cả các bạn trong hội trường ngày hôm nay, với cái bộ đồ của bạn đấy, bạn đang bận. Bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bây giờ bạn muốn bận cách khác hơn, sáng tạo hơn, thì bạn bận như thế nào? Nhắm mắt lại, suy nghĩ đi, tưởng tượng. Trong khi các em suy nghĩ, tôi đi ra, tôi sẽ làm một cái thí nghiệm cho các bạn coi. Thì tôi cũng bận cái quần giống này, bận áo này với cái áo khoác. Rồi đi ra phòng vệ sinh. Rồi tôi bước vào. Thay vì tôi bận bình thường như cái áo khoác với áo, thì tôi cởi quần da ra, bận quần đùi trong thôi. Cởi áo rồi tôi lấy cái áo khoác, tôi bận vô thôi, cái quần đùi với cái áo khoác. Tôi ra, tôi bước vô, thấy các em trong hội trường cười ầm lên. Các bạn không bao giờ nghĩ rằng là tôi có thể bận đồ như thế này, đúng không? Tại sao các bạn không nghĩ được? Tại sao không nghĩ được điều đó? Có phải chăng là cái hộp của bạn, bạn không nghĩ ra khỏi cái hộp đó được? Do đó muốn sáng tạo thì phải làm sao khai phóng cái thực sự không có cái hộp. Cái đầu của bạn không có cái hộp ở trong đó để mà thinks, để mà suy nghĩ ra ngoài cái hộp. Nó không có một cái boundary nào ở trong suy nghĩ của bạn. Không có một cái giới hạn gì cả. Cái giới hạn bạn tự đặt ra, bạn tự vẽ lấy. Cái giới hạn đó bạn sống lên với cái kinh nghiệm của bạn. Thí dụ như là tôi giơ cái tay rồi, cũng giống như là nếu như mà tôi có thói quen như thế nào đó, cái tay mà cứ dở này nó đau rồi riết, nó hình thành cái thói quen là tôi sẽ không bao giờ dở cái tay ra khỏi cái chỗ đó. Rồi tôi nghĩ rằng là cái giới hạn của tay của tôi là chỉ có tới đây, không có được ra đây được. Đó là những kinh nghiệm. Vâng, cảm ơn. Ba cái khía cạnh mà Văn Lan đề cập từ hồi sáng giờ, đó là ba giá trị cốt lõi: ý chí, sáng tạo, đạo đức. Tôi nói về hai khía cạnh rồi, ý chí, sáng tạo rồi. Thế thì đạo đức, thì
đạo đức nghe cái từ nó nặng nề quá nha. Thấy không? Nó lớn cái lao và nó nặng nề với các bạn sinh viên mà khi mà nghe ngồi ba mẹ hay là ông bà ngồi mà giảng bài mà kêu là giảng moral ấy, nó mệt. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn cái vấn đề đạo đức nó rất là đơn giản. Nó ảnh hưởng tới cái vấn đề mà tôi muốn nói trong cái tiêu đề gọi là cái tinh thần khởi nghiệp. Thường thường nha, cái từ khởi nghiệp đó, tất cả nhiều bạn nghĩ rằng là cái đó nó dịch từ tiếng Anh startup, có nghĩa là đi ra mở làm công ty. Mà cũng có nhiều người có cái hiểu lầm đó là thực sự là cái startup ra mở công ty đó không phải là tôi mở công ty bán lẻ, cái đó là small business, nó khác là những công ty nhỏ, buôn bán nhỏ, nó cũng không phải là cái startup. Nhưng nếu mà đã dùng cái từ khởi nghiệp, khởi là gì? Bắt đầu. Nghiệp có nghĩa là cái công việc, bắt đầu cái công việc làm, thì nó không hẳn nhiên nó phải giới hạn rằng là bạn phải ra mở cái công ty, hay là bạn phải có một cái ý tưởng làm một cái sản phẩm gì lớn lao lắm. Khởi nghiệp ở đây có nghĩa rằng là bắt đầu cái hành trình sự nghiệp của mình. Và cái hành trình nó bắt đầu từ đâu? Rất là nhiều sinh viên nói từ khi tôi cầm cái tấm bằng, tôi có bằng rồi tôi mới nghĩ tới cái chuyện đi kiếm việc làm, đúng không? Tiếng Anh nó câu early bird catch the worm, có nghĩa là gì? Chim nào dậy sớm con đó được có ăn, con đó được có sao ăn. Cho nên bạn mà chờ tới khi nào bạn có tấm bằng, hoặc là bạn nghĩ rằng là tới khi nào mới nghĩ tới cái chuyện khởi nghiệp thì bạn quá trễ rồi. Bạn biết rất là rõ Microsoft nó hình thành từ khi Bill Gates gì? Từ thời sinh viên. Ông bỏ học rồi ra. Mà tôi không có khuyến khích chuyện bỏ học. Facebook khởi đầu từ đâu? Sinh viên. Oracle khởi đầu từ đâu? Sinh viên. Hầu như bạn, tất cả những cái công ty mà gọi là, tôi không nói là phần lớn những cái công ty công nghệ lớn khởi điểm từ sinh viên. Trường Đại học Utah của tôi cách đây khoảng 15 năm trước làm một cái khảo sát rằng là trường có rất nhiều bằng phát minh để đó đóng tủ, không làm gì cả. Thế mới phát triển cái phong trào gọi là sáng tạo để mà gọi là chuyển giao công nghệ đó. Nhưng mà chuyển giao công nghệ thì có kêu mấy ông thầy, mấy ông giáo sư đó, ổng là người những người phát minh đó ông làm, nhưng mà mấy ông đó thì lại không thích đi ra làm công ty. Cho nên sau 10 năm rồi, cái 7-8 năm rồi, cái mấy người họ khám phá rằng là những cái ông mà ngồi làm nghiên cứu ấy, họ chỉ thích làm nghiên cứu tới đó thôi. Mà từ khi mà nghiên cứu có bài báo và có cái prototype mà tới ra cái sản phẩm, nó còn con đường nó dài thê thảm lắm. Cho nên quay ngược trở lại, trường khuấy động cái phong trào khởi nghiệp từ trong sinh viên. Và trường mới vừa làm xong cách đây 2 năm một cái tòa nhà khoảng 50 triệu đô. Nó là cái tòa nhà gọi là vừa bạn ở đó, bạn sống sáng tạo. Có nghĩa rằng là sinh viên được chọn lọc và được ở trong cái vòng ngoài của cái tòa nhà. Ở giữa tầng, mỗi tầng là những cái phòng lab. Và có người hướng dẫn, technician, người kỹ thuật hướng dẫn mỗi cái loại lab khác nhau. Và từ business là sinh viên ở vòng ngoài và nó sống trong đó, nó sáng tạo trong đó. Và sau một thời gian, hiện tại là trường University, từ cái chỗ không có là trường tôi dạy, University of Utah, không là cái gì hết, vượt qua khỏi luôn MIT về cái số lượng công ty mà đã hình thành
và phần lớn 60-70% từ sinh viên. Ở tại sao sinh viên nó làm chuyện đó? Tại gì? Sinh viên nó chẳng có cái gì cả. Nó có have nothing to lose. Có nghĩa là nó không có cái gì để mà mất. Nó cũng chẳng có gia, chưa có gia đình. Nó còn pháo, không phải lo, phải nuôi con, cái tiền, nó phải trả tiền nhà, tiền cửa, tiền ấy. Tất cả những cái giới hạn mà những người lớn mình phải đắn đo và phải cái giới hạn đó, sinh viên nó chưa có. Cho nên sinh viên trời tới bến, đúng không? Cho nên đó là cái vấn đề mà tôi muốn nói ở đây. Đó có nghĩa rằng là khi mà các bạn nghĩ rằng các bạn chờ cho có tới tấm bằng rồi mới đi khởi nghiệp hay muốn làm cái gì đó rồi, thì nó quá trễ rồi. Và cái này tôi muốn đưa đến một cái khía cạnh, một cái suy nghĩ, nó có cái tính cách đạo đức một tí xíu. Đó là tôi quan tâm. I care. Quan tâm gì? Tôi quan tâm tới tôi. Tôi quan tâm tới gia đình, tôi quan tâm tới xã hội, tôi quan tâm tới môi trường chung quanh của tôi quan tâm với mọi người. Tôi quan tâm. Một khi mà bạn có cái tinh thần tôi quan tâm, thì là bạn sẽ trở thành một người có giá trị cho công ty, một người có giá trị cho những người, cuộc sống, cộng đồng, tới gia đình và tới xã hội. Và với chính bạn, tôi quan tâm với tôi là cái gì? Tôi quan tâm tới cái sức khỏe của tôi quan tâm tới cái tinh thần của tôi. Cho nên tôi không có để cho tôi cân bằng cái cuộc sống của tôi. Đừng có để nó cái sức khỏe của tôi nó kiệt quệ, không dùng nó quá đáng. Hoặc là tôi không có để cho cái tinh thần tôi nó bị ép tới cái sức bị bức. Có nghĩa là tôi quan tâm tới tôi. Tôi quan tâm có nghĩa là tôi quan tâm tới là tôi muốn sống cái cuộc sống nó thoải mái, nó vui vẻ, nó hạnh phúc. Mình muốn đi chơi thì mình đi chơi. Mình muốn leo núi thì mình đi leo núi. Đó là tôi quan tâm đến tôi. Còn có quan tâm tới gia đình, quan tâm tới xã hội, tôi quan tâm tới cái môi trường. Cho nên các bạn mới vừa nói đó, sinh viên mới vừa phản ảnh một số vấn đề. Nếu như mà các bạn nói rằng là tôi quan tâm, thì tất cả những cái vấn đề đó đều được giải quyết cả. Tôi đưa ra một thí dụ. Thì tôi thường là tôi đưa cái thí dụ này là những cái thí dụ mà tôi dạy cho con hay tôi dạy cho sinh viên. Thì một cái thí dụ trước, thứ nhất, đó là thời sinh viên, các bạn bắt đầu sớm đi. 2 năm trước, tôi có cái cơ hội về Hoa Sen, Đại học Hoa Sen, làm hiệu phó điều hành. Thì tôi xây dựng một cái nhóm sinh viên, tôi gọi là cái nhóm Tinh Hoa 300. 300 này nó lấy từ cái 300 lính Spartan của mà đánh cái trận, nó gọi là, cho nên cái nhóm sinh viên này nó rất là tự hào được chọn là sinh viên 300, nhóm Hoa Sen 300. Thì các bạn này tôi chọn lọc không phải là những cái bạn học sinh xuất sắc, trung bình khá. Và ở trong những các bạn này nó có một cái hoài bão gì đó. Và thường thì cuối tuần, trong cái dịp cuối tuần này thì thỉnh thoảng tôi sinh hoạt với các bạn. Mà cái buổi đầu tiên trước khi sinh hoạt gì? Là các bạn ấy phải leo lên từ dưới thang máy leo lên lầu cao nhất ở Nguyễn Văn Tráng đó. Tháng 10 leo lên xuống 5-6 lần gì đó. Leo lên, leo xuống. Rồi xuống đó, xuống xong xuôi rồi là hít đất với tôi. Còn nữ thì là cái plan với tôi coi tới khi rụng. Cái đó là mới cái khởi đầu của mọi sinh hoạt. Và bây giờ các em là
cái khuôn mặt đại diện hầu như cho Đại học Hoa Sen, tất cả các em 300, tất cả các chương trình hay là cái gì mà clip, video clip, rồi tôi thấy tôi rất là tự hào từ cái nhóm 300 này. Tổ chức cái gì hay là gặp đoàn đại học nước ngoài hay là nó là các em này hoàn toàn là những người là nói chung là khuôn mặt đại diện. Nhưng một cái thí dụ tôi đưa ra ở đây về cái tinh thần khởi nghiệp là tôi vào cái Tết Tây, tôi chia cái nhóm sinh viên 300 này ra thành những cái nhóm khoảng 5 cho tới 7 em. Và tôi móc tiền túi tôi đấy, chia lúc đó là khoảng 12 nhóm. Tôi đưa cho mỗi nhóm 2 triệu. Tôi nói với các em như thế này: thầy cho các em một cái project. Bây giờ Tết Tây cho tới cuối Tết Ta thầy cho về. Các em làm như thế nào chứng minh rằng, thứ nhất, em làm gì với 2 triệu đó? Và thầy sẽ đánh giá trên, thứ nhất, tính sáng tạo trong làm ra 2 triệu. Thứ hai, các em học được bài học gì? Và thứ ba, các em lời bao nhiêu? Từ 2 triệu. Và thầy cho các em biết rằng là trong cái này, thầy có 2 cái bẫy tư duy. Thầy đặt ở trong đó 2 cái bẫy tư duy. Và thầy coi rằng là các em có vướng cái bẫy đó hay không? Vì sau cái buổi đó, thì có một cái buổi là trình bày cái kết quả. Thì các em trình bày, thì đa số hỏi cái bài học gì? Nói là hầu như là đa số nói: thưa thầy ơi, 2 triệu không làm gì được hết trơn thầy. Nội mỗi đứa ra kia làm ly trà sữa cả hết 2 triệu rồi. Làm gì khởi nghiệp tới 2 triệu. Nhưng mà các em ấy không biết đó là cái bẫy tư duy thứ nhất. Những em nào mà nói như vậy, nghĩ như vậy, đó là tư duy nhất. Tại vì nói em làm gì với 2 triệu có nghĩa là tôi lập cái bẫy rồi. Nếu như mà cái đầu của bạn cứ nghĩ rằng tôi làm gì với 2 triệu đây trời, tôi làm gì với 2 triệu có nghĩa rằng là bạn không sẽ không qua khỏi cái câu hỏi làm gì với 2 triệu. Tôi chỉ hỏi cái vấn đề làm được bao nhiêu tiền cuối cùng mà. Tôi đâu có nói đánh giá hai bao nhiêu tiền cuối cùng, đâu có bảo là. Nhưng mà cái bài toán làm gì với 2 triệu là cái bẫy. Vậy đa số vướng cái bẫy, cũng khoảng chừng 40-50% vượt qua khỏi cái bẫy đó. Rằng là các bạn ấy nghĩ rằng là em đi ra, em đi chụp hình, rồi em in Tết mà, em đi chụp hình rồi em làm cái tiền, rồi nhóm ra quảng cáo. Rồi có một nhóm nói rằng là thôi em thiết kế cái CV, đâu có dùng tới 2 tiền, tới 2 triệu. Đó. Cho nên một số nhóm đã vượt qua khỏi cái giới hạn nghĩ rằng là làm gì với 2 triệu, mà nghĩ rằng là tôi làm gì để kiếm tiền mà có kể cả cái vấn đề không cần tới 2 triệu đó. Đó là cái bẫy thứ nhất. Tôi gì? Cái bài học thứ hai nữa, các em nói: thầy ơi, tụi em mỗi đứa có 2-3 sáng kiến, mà bây giờ cho tới khi mà cuối cùng mà chọn lọc ra được một cái sáng kiến nó khó quá thầy ơi. Tụi em mất hết gần 2 tuần lễ mà không ra. 7 đứa, một nhóm 7 đứa, 14 cái sáng kiến sàng lọc ra để lấy chọn một cái sáng kiến để làm. Chuyện này không dễ tí nào. Không dễ tí nào. Các bạn rất là đơn giản nha, các bạn nữ ở đây, nam như vậy thôi, bạn nữ nó dễ cái ví dụ. Các bạn chắc có lẽ có 2-3 anh theo, đúng không? Anh A đẹp trai, nhưng mà nhà nghèo. Anh B thì lùn xấu xí, nhưng mà có tiền. Còn anh C thì trung bình, nhưng mà đều mà có cái gì đó không có hợp lắm. Bây giờ nếu mà tôi nói với bạn rằng là bạn chọn một trong ba, nếu mà chọn một thôi
bạn sẽ đắn đo lắm luôn ấy. Đúng không? Có nghĩa rằng là cần phải gạt bỏ, bạn phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo lắm. Đằng này chỉ có một mình bạn thôi mà đã khó như vậy rồi, giờ 7 cái đầu, 7 cái tư duy khác nhau, 14 cái ý kiến, sàng lọc ra một. Không đơn giản tí nào. Đó là teamwork. Đó là bài học thực tế teamwork. Làm sao làm ra chuyện đó. Nhưng mà cái nội sáng kiến, tất cả những cái vấn đề khởi nghiệp thất bại không phải là cái vấn đề là họ gọi là họ thất bại, không phải là vấn đề họ không có sáng kiến họ làm. Họ không phải là họ không có nhiệt tình họ làm. Họ thất bại ở đây có nghĩa là nhiều lúc họ không có thể ngồi lại trao đổi và teamwork với nhau khi mà có khác biệt về ý tưởng. Một khi mà tiền hết, nên quyết định dùng tiền ở cái khía cạnh này, hay cái khía cạnh này, hay khía cạnh này. Một khi mà cần có phải có sự chọn lọc, bỏ một vài thứ, cái đó khó. Thêm thì rất là dễ, vứt bỏ rất khó. Bạn suy nghĩ đi. Bây giờ tôi nói một cái chuyện rất là nhỏ. Một ngày bạn vứt một món hàng hay vứt một cái gì đó trong nhà của bạn đi. Rồi thì bạn nói nghĩ nó khó tới cỡ nào. Trong cuộc sống của bạn, trong một ngày hàng ngày bạn làm những cái công việc hàng ngày, một ngày bạn giảm đi một lần chuyện đó đi. Không đơn giản đâu, tí nào. Đó là cái teamwork. Cái đó, những cái chuyện đó bạn vẫn có thể làm ở sinh viên, thời sinh viên. Cái đó là thứ hai, cái vấn đề thời sinh viên. Cái đó là những cái mà rất quan trọng khi bạn đi ra làm công ty. Làm công ty bạn không bao giờ làm một mình. Bạn phải làm chung với người khác, với những người có hoàn toàn có những cái tư duy, suy nghĩ hoàn toàn khác. Và làm sao bạn có thể trao đổi và để đưa đến cho một cái ý tưởng và đưa đến những cái vấn đề có những cái quyết định đúng đắn nhất và mọi người đều có thể đồng tình. Đó là một nghệ thuật, đó là cái vấn đề kiểm soát cảm xúc, tất cả mọi thứ khác nữa. Nhưng qua cái project, qua cái đề án làm gì 2 triệu, các em đã làm được cái chuyện đó, học được cái vấn đề đó. Cái bẫy thứ ba, cái bẫy mà bẫy tư duy á, nói thầy ơi, Tết tụi em về nhà hết rồi, cho nên tụi em không làm gì được ở Tết. Ủa? Tại sao lại các em có cái giới hạn đó thầy nói ra? Chứ không phải Tết là cái lúc người ta đi xài tiền, mà em muốn làm tiền. Em làm tiền thì phải chọn cái thời điểm người ta tiêu tiền chứ. Em đi làm tiền cái thời điểm mà nói tôi phải ngồi tôi nghĩ. Trong khi người ta, chứ người tiêu dùng xài tiền vào cái thời gian đó nhiều nhất. Và em muốn làm tiền thì em phải chọn cái thời điểm đó chứ. Tại sao lại em nói Tết em cũng muốn đi chơi. Em giới hạn của em đi chơi. Em đã vướng cái bẫy đó rồi. Đó là cái bẫy tư duy. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi nói với cái nhóm sinh viên 300 qua cái project. Mà tôi nghĩ rằng là tất cả sinh viên Văn Lang cũng làm được chuyện đó. Đúng không? Đúng không à? Tất cả em có thể ngồi nhóm lại 50 đứa rồi có thể bỏ ra 200-300 ngàn, mỗi đứa bỏ chung vô chừng 200-300 ngàn rồi có được 1 triệu, 2 triệu rồi giờ thôi suy nghĩ mình làm được cái gì đây nha. Hè này mình làm được cái gì nha. Cái project này, thực sự là tôi không phải là cái người đầu tiên mà có một giáo sư ở Stanford đưa ra cho sinh viên. Thì nhóm sinh viên Stanford nó nói rằng là thì có một nhóm sinh viên nó học bài học rất là thú vị. Nó đứng ở cái cổng trong trường Stanford bơm xe đạp, tại vì cái đường đó rất là nhiều sinh viên khí hậu tốt, nhiều sinh viên chạy xe đạp tới trường. Bơm xe đạp, cái ai mà vô bơm xe đạp muốn nó coi bơm, nó bơm lên, nó tinh đồ.
Thì cậu thang cái ngày đầu tiên á, làm cũng khá khá, hai ngày đầu làm khá. Tới ngày thứ ba đó, cái nhóm này đổi chiến lược. Thôi mình làm mô hình khác. Mô hình kinh doanh khác. Bây giờ, boom, thiện nguyện, free. Ai muốn xe đạp nào tướng mà tôi bơm, không tính tiền. Còn anh cho được nhiều cho anh free, anh muốn tip tôi nhiều anh tip, anh cho anh tip. Thế thì họ khám phá rằng là khi mà họ cho free, họ làm tiền nhiều gấp bội lần là họ tính đồng. Là tại vì cái tinh thần free ai cũng vô bom rồi đó, họ rồi cái là họ móc túi, chẳng lẽ người ta làm đó cho mình mà thì mình cũng tiếp nó chứ, móc tiền túi ra tiếp tiếp đồng thì nó quê quá, thôi nó tiếp 5 đồng tiếp 10 đồng cho nên cuối cùng rồi free nhưng lại làm được tiền nhiều hơn rằng là mình tính năng đồng. À, một cái sáng tạo rất là thú vị đúng không ạ? Đấy. Và đó là những cái mà ở trong đại học các bạn có thể làm được. Một khía cạnh khác, nhỏ khác nữa mà cái thời đại học các bạn cũng có thể làm được. Trong cái mà tôi nói là tôi quan tâm, I care. Đó là ngoài cái chuyện đi học, mình tới lớp, mình học, mình về học bài, rồi chẳng hạn cái sinh hoạt. Có những cái mà mình có thể làm trong trường cũng như là ở ngoài để cho mình có kinh nghiệm. Tôi đưa một thí dụ nhỏ thôi. Là con trai Úc của tôi đây, nó muốn học về robotics. Thì tôi khuyên nó là con nên đi kiếm thầy nào đó xin làm. Thì cậu ta nói con đâu có biết cái gì đâu, con chưa có học cái kinh nghiệm gì cả. Thì tôi mới ngồi giảng cho cậu ta một tí xíu 5-10 phút về cái vấn đề gọi là quan tâm sống có giá trị. Mình làm sao để mình sống để mà cái người kia cho mình có giá trị trước cái đà. Thì cậu ta tới, cậu ta xin làm không công cho một giáo sư về robotics trong phòng lab. Cậu ta dọn, ban đầu thì chỉ dọn dẹp phòng lab rồi tại chưa có kinh nghiệm, rồi lần lần sau 2 semester làm. Bây giờ cậu ta cuối năm thứ 3 thì cậu ta đã có cái kinh nghiệm rất là nhiều. Và từ cái sống có giá trị, cậu ta giúp đỡ những nguyên cứu sinh làm những cái project của họ, rồi làm cộng tác với những giáo sư khác, làm những ai kêu làm gì rồi cậu ta hăng làm hết. Bây giờ chính những giáo sư cộng tác và nguyên cứu sinh của phòng lab yêu cầu ông giáo sư đó trả lương cho nó. Nó con đâu có yêu cầu con có ai, nhưng mà đều mấy người khác, mấy nguyên cứu sinh ở trong lab rồi cả ông giáo sư hợp tác với ông giáo sư con, ông yêu cầu thầy này phải trả lương cho thằng này. Thằng này giờ nó xứng đáng lắm rồi, phải trả lương cho nó xứng đáng. Thế là hè này con làm có lương ba. Con đâu có đòi đâu, nhưng mà lương này cũng khó là mới trước khi tôi về ăn trưa nó chia sẻ ổng đi tìm một cái fellowship về research fellowship, con cũng đâu có xin, ổng cũng không kêu con nói làm gì, ổng đi kiếm ở đâu đó rồi ổng đưa cho con. Nó tự nhiên cái con có một cái research fellowship, ông thầy ổng đi kiếm cho con. Cái tôi cười này, giờ con biết cái vấn đề thầy nói rằng sống có giá trị như thế nào rồi chứ nhà. Cái nó cười. Điều đó có nghĩa rằng là sao? Các bạn sinh viên đừng có vội hỏi rằng tôi được cái gì. Cái bằng của bạn nó không có là cái gì cả. Bạn làm được cái gì? Bạn có giá trị gì?
với công ty và hãy bắt đầu thay đổi cái thái độ đó từ khi còn ở học được bằng cách tôi quan tâm tới cái vấn đề này, tôi quan tâm tới công ty, tôi quan tâm tới đồng nghiệp, tôi quan tâm tới mọi người xung quanh. Tôi quan tâm đó, nó sẽ hình thành cho bạn những cái thái độ làm con người có giá trị. Và từ đó, một khi bạn có giá trị rồi, đảm bảo công ty sẽ không bao giờ bỏ được bạn. Còn thăng lương cho bạn, lên chức cho bạn, để giữ bạn cho bằng được. Tại vì không thì công ty khác nó cũng thấy người này có giá trị, thì người khác cũng thấy bạn có giá trị. Cho nên nếu như mà bạn tập cho mình có một cái thái độ I care, tôi quan tâm, không có nói cái chuyện đạo đức gì nó nặng nề gì cả. Tôi quan tâm đến tôi quan tâm đến gia đình tôi quan tâm tới trường học của tôi quan tâm tới cái môi trường sống xung quanh tôi quan tâm tới mọi người, thì các bạn trở thành những con người có giá trị. Một khi các bạn có giá trị, bạn không còn phải lo cái chuyện gọi là đi kiếm việc làm hăng hái thất nghiệp ấy. Tự động nó sẽ đến. Và ba vấn đề. Thứ nhất, ý chí. Không làm thì không biết được. Cứ làm. Và làm. Đừng có bao giờ đặt cho mình một cái giới hạn. Làm cho hết. Bạn thấy cái phim đó không? Đừng có nói rằng là tôi làm 50 cái. Tôi làm cho tới khi tôi rụng. Thì lúc đó bạn sẽ biết cái ý chí bạn nó sẽ đi tới đâu. Khai thác cái 60% năng lượng còn lại. Sáng tạo. Đầu của bạn không có cái hộp. Bạn có thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Không có một cái giới hạn gì không ngăn cấm cái bạn suy nghĩ cả. Cái đó là cái sáng tạo. Và cái thứ ba, đạo đức. Không nói gì nặng nề. Chỉ cần bạn có cái thái độ tôi quan tâm. Quan tâm đến tôi. Quan tâm đến gia đình tôi. Quan tâm tới những người xung quanh tôi. Quan tâm với môi trường sống. Quan tâm với mọi người xung quanh. Và ba cái vấn đề đó, trong bữa nói chuyện ngày hôm nay, nó phản ánh được ba cái giá trị cốt lõi của trường Đại học Văn Lang. Và tôi hy vọng rằng là các sinh viên của Đại học Văn Lang trong tương lai phản ánh được ba cái giá trị cốt lõi đây. Và một lần nữa xin cảm ơn. Xin được cảm ơn giáo sư. Kính mời giáo sư nán lại sân khấu ạ. Và đại diện ban tổ chức, đại diện các bạn sinh viên sẽ có một bó hoa tươi thắm gửi tặng đến giáo sư. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến tham dự chương trình và chia sẻ những lời vàng ngọc đến các bạn sinh viên Văn Lang. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt các bạn ơi. Vâng ạ, xin được cảm ơn giáo sư ạ.